Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình Kể Chuyện Lịch Sử, Công Chúa Vân Khôi. Công chúa Vân Khôi là ái nữ vua Lý Nhân Tông. Khi vua Lý Thánh Tông mất, thì vua Lý Nhân Tông lên ngôi lúc mới 7 tuổi. Vua Lý Nhân Tông là một vị vua tài đức. Ngoài ra, ông cũng rất may mắn. Khi ông còn nhỏ thì mẹ ông là Thái Phi Ý Lan, đảm đang việc triều chính. Trong triều, văn quan thì có người giỏi giang là Lý Đạo Thành, võ quan thì có Lý Thường Kiệt. Tu hành đạo đức thì có con gái là Vân Khôi công chúa. Hãy nghe câu hát này thì sẽ thấy hình ảnh triều đại vua Lý Nhân Tông. Người con gái ấy là Vân Khôi công chúa, sánh vai cha giữ nước giữ tâm. Giữ cõi bờ cha dùng gươm giáo, dẹp si mê con có triết cửa không. Thay sim y đổi lấy nâu sòng, màu trang nhã như lòng công nương trong sáng. Vâng, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Một chương trình mới có tên là Chương trình Kể Chuyện Lịch Sử Theo Từng Tháng, được soạn bởi ông bà bác sĩ Nguyễn Thanh Long và Nga. Thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta dù trong nước hay là ở hải ngoại, mỗi năm đều làm lễ giỗ tổ Hùng Vương vào tháng 3, lễ Hai Bà Trưng vào tháng 2. Cộng đồng Việt Nam dù ở hải ngoại cũng cố gắng làm tượng đài để tưởng niệm các anh hùng dân tộc như Đức Trần Hưng Đạo, Quang Trung Đại Đế, Nguyễn Trãi và nhiều vị anh hùng đất nước khác. Đây là một truyền thống rất đẹp, đã nói lên bản chất của một dân tộc không quên cội nguồn và ân đức các tiền nhân. Chúng tôi chân thành ngưỡng mộ sự bền bỉ và tấm lòng của các vị đã bỏ thì giờ, công sức và tài năng để các lễ lộc đều được tổ chức long trọng ở nhiều tiểu bang của Mỹ, cũng như Âu Châu, Úc Châu, nhân các ngày tháng đặc biệt này. Thưa quý vị, khi về Cali, ai mà không thấy hãnh diện khi nhìn tượng đài Đức Thánh Trần, Quang Trung Đại Đế, đứng sừng sừng oai nghi, làm tăng sự hãnh diện, không những của cộng đồng Việt Nam, mà còn tạo sự kính nể của các cộng đồng bạn. Thưa quý vị, vào tháng 8, các hậu duệ Nguyễn Trãi làm đám giỗ cụ dưới chân tượng đài ngài ở công viên gần tòa nhà Quốc hội Liên bang ở Quebec, Canada. Thưa quý vị, chương trình Kể Chuyện Lịch Sử Theo Từng Tháng xin được tiếp tay Kể Chuyện Lịch Sử. Chúng tôi không phải là những sử gia, nên chúng tôi không viết lịch sử, mà chỉ kể những chuyện của lịch sử mà thôi. Tháng nào trong năm có chuyện gì thì chúng tôi kể chuyện đó cho quý vị nghe nhé. Chuyện có thể lớn hay nhỏ, vui hay buồn, nhưng bảo đảm là những chuyện rất hấp dẫn, sôi động, lôi cuốn người nghe, vì đó là chuyện của một dân tộc biết sống và tự viết cho mình những trang sử thật đẹp. Để thế giới phải ngưỡng mộ, đặc biệt là tài liệu được lấy từ các sách giáo khoa hay của Trần Trọng Kim hoặc của các sử gia khác, nhưng hoàn toàn không có chuyện giả sử hay huyền thoại. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có một chương trình nhạc lịch sử tân cổ trong YouTube với cái tên là Cổ Nhạc Nguyễn Thanh Long. Ngoài ra, chúng tôi cũng có phát hành một cuốn sách ngắn, gọn, chỉ có 175 trang với thật nhiều hình ảnh mang tựa đề là The Stories of the Kings and the Queens of Vietnam. Sách có bán trên Amazon với giá thật rẻ đó quý vị, chỉ có $4.99 thôi. Mục đích cuốn sách này giúp giới trẻ có thể hiểu được lịch sử qua phương pháp ngắn, gọn và song ngữ Việt Nam. Vua Nhân Tông 1000
chú trọng phát huy văn hóa với tài trí lỗi lạc đã mở mang bờ cõi phương Bắc, thâu ba châu ở phương Nam. Cho dù lịch sử xa xăm, bao nhiêu biến đổi thăng trầm dễ dâu, làm sao quên được ơn sâu bao đời vua Lý dựng xây quê mình. Ái nữ của vua Lý Nhân Tông là công chúa Văn Khôi, sánh gia cha giữ nước giữ tâm, giữ cõi bờ vua cha dùng gương giáo, dẹp si mê công chúa nàng có trí cửa không. Vì thế nên công chúa Kiều Diễm được trầm đã bỏ lầu vàng điện ngọc, thái xiêm y đổi lấy non sọc, phát nguyện quy y với cao huyền hòa thượng, xuất gia tại chùa Long Giám, tỉnh Bắc Ninh.